Mấy bạn bảo là Soka không có làm gì hết trơn. Thì đây là một trong những công việc mà mình làm mình kiếm tiền các bạn. Là mình chép thẻ các bạn. Mình làm thẻ chim mình bán cho anh em gần xa. Đây mình đang làm một cái thẻ chim cho anh em. Anh em này kêu bạn này kêu mình làm một cái thẻ chim là dành đi bắn tèn tèn như Soka thôi. Thì Soka mới làm một thẻ nữa anh em. Quan trọng là mấy file tôi hú này. Đây, file tôi hú độc quyền của Soka đây. Này là file gốc nghe nè, thì đây là những cái tiếng chim nè, đó tiếng chim nè, mấy chục cái trăm tiếng này nè anh em, tiếng nhái tiếng gì nhóm chơi nè, thì Soka sẽ chép vô thẻ anh em và Soka chỉnh sửa lại đang cho anh em điều khiển cho nó hơi dễ chút xíu. Ví dụ như đây chim sẻ mình sẽ để đây, cái này có sẻ nè mọi người. Đó. Công việc hàng ngày của mình vậy thôi, đơn giản. Cú điếu mình sẽ để số 3 mọi người. Để số gì để cho anh em bấm nó dễ hiểu. Cú còm luôn. Thì mấy cái này là nó cũng khá đơn giản thôi mọi người. Mọi người cần một chút biết về máy tính là được. Đây mình đang làm thẻ đây, chủ yếu là mình làm thẻ mình bên đó. Thì ở đây nó có 10 file chính thôi, hai file bịp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó. Thì giờ mình sẽ để mấy cái file này là 11 12 đi. Cô nhí này là mình cho thêm. Mình cho thêm. Thấy không? Bềm bịp này mình cũng cho thêm luôn. Đó. Đây là 12. 12 tiếng. Thẻ gì là mình bán mình ship là 300k bao ship nha mọi người. Rồi mấy tiếng này anh em kiếm tiếng gì cũng có chứ. Là đa số là mình sẽ làm thẻ nhóc nhái kêu quạ mi gà đá mái khuyên gì chuyến hú máy gần gì từ lưa chân mọi người. Đây nè, mấy tiếng này thì ở trong miền Tây mình ít chơi mọi người, nhưng mà miền Bắc thì anh em chơi chích chè than rồi dung dẻ, nói chung là nhiều thứ đó. Thì một thẻ thế này, một thẻ thế này là mình làm là mình bán đó, cho anh em nghe âm thanh. Cù xanh, cù còm, cù còm, cù yếu. Còn anh em nào thích dạng nhưng mà rẻ hơn, không cần ship thì anh em biết chép qua thẻ thì anh em cứ liên hệ Zalo của mình gửi file qua cho anh em, mình gửi file gốc qua cho anh em. Đó. Mấy phân tiếng nó hú này vip vip không nào? Ba tiếng này là đủ ăn hú rồi. Đó. Quốc kêu cù nhí, cò. Có cò nha mọi người. Thì đó thì anh em có thể thấy là một file như thế này là một bao nhiêu file này là đủ rồi mọi người. Đó, sau giờ mình sẽ test cái lo. Bữa nay có anh khách đặt hàng. Đây, cho làm việc của mình thì cũng khá đơn giản thôi. Đây, mình rút ra thẻ nhớ mọi người. Đây, thẻ nhớ mình làm nè mọi người. Ở đây hơi tối tại vì nó ngược màn hình. Đó, thẻ nhớ mình là thẻ nhớ 8 GB luôn nha mọi người. Chỉ cần 1 GB là được rồi. Rồi 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 rớt luôn vậy. Đây là cái lo của ông khách đặt nè mọi người. Đây. Giờ mình gắn vô là mình chiến thôi. Mình coi mình test coi coi cái độ âm thanh ổn không. Cái lo đã bắt Bluetooth luôn. Đó, mở lên mọi người. Nhận lo, nhận nè. Thấy không? Nó nhận nè. Rồi mình bắt thử. Cái này cu xanh mọi người. Cái này cu điếu đó. Thì mình test thử đó. Nó không ghè này, bình bịp mọi người à, chích này. Chích nè. Rồi cu xanh rồi, vậy là hết mọi người, vậy là lụm tiền, vậy là lụm lúa. Giờ mình sẽ đóng hàng mình gửi cho anh. Cái này lo này là lo Q92 mọi người, dung lượng pin nó 2000 luôn. Nó xài được mod bắt bluetooth luôn mọi người, bắt bluetooth điện thoại mình luôn, rồi USB, ném USB cắm vô
sạc thì 9V nữa mọi người, nói chung là đủ chức năng hết. Đây mấy này mở lên ha, này dần hết công suất này lên là túc đã. Như có cái lo thế này là mình đi cả ngày trời mà cũng không hết pin, sạc một lần sạc thôi mọi người. Giờ nó hiện đại chứ mình không có bán mấy cái lo dạng khác mọi người. Đây nó khỏi bên kia đặt cái giờ sao cao à, thêm một cái mọi người. Đây vô đây là đóng hàng đi. Đây lo đồ mót có pin dưới đây nè mọi người, pin trong đây nữa nè. Mình phải kiểm tra trước khi mình giao hàng. Thì dưới đây nó có túi đựng lo nữa mọi người, này nè mọi người, có túi đựng lo đựng sẵn nha. Combo nó làm thế này, nó sạc đồ mót gì đó, rồi mình chép thẻ cho anh em thích chơi thẻ gì đó cứ liên hệ mình lụm gì là mình đóng hàng lại là mình gửi hàng đi, vậy là lụm tiền đơn giản. Cái lo gì là tổng cộng là 1 triệu nha, chưa bao ship nha. Còn em mua thẻ thì mình bao à, lo 1 triệu một cái nha mọi người. Đó, quan trọng là cái tiếng à, lo thì mua đâu cũng có nhưng mà mua phải chạy chất lượng và tiếng. Mình sẽ bảo hành cho mọi người luôn mà cái lo này mà. Đấy thì đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo của mình nha. Đó, bây giờ là mình tắt tắt máy tính, mình đi công chuyện, mình đi giao hàng cho anh kia. Nói chung mình chiếm le le gì tiếng nhiều lắm. Đây mình cả danh sách luôn mọi người. Ở đây chiến chim này là thường thường mình vô đây mình chọn cái này là một thẻ mình đi xài nè. Mấy mấy cái file này là một thẻ đó. À, từ 1 2 4 5 6 7 8 cái này tới 14 tiếng này là mình đang xài. Còn tiếng này đến khi anh em yêu cầu thêm. Ốc mít người mắc xéo le le mọi con tiếng trộm hón, tiếng sóc từ lưa hết vàng anh vẹt chuẩn gì từ lưa chứ mày. Này quất nè. Dễ dung hét xoăn chim mua bạc má gì tùm lum hết trơn nha mọi người. À, thì bây giờ là mình phải đi, đi giao hàng với đây, mình đi giao thùng với mình đi ra đóng cục hàng này mình gửi cho ông khách. Rồi anh em nào có liên hệ thì có mua hàng thì liên hệ với mình nha. À, số Zalo của mình là 0389 178017 mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi đóng hàng đây. Rồi tạm biệt anh em nha. Rồi, anh em sẽ rồi, liên hệ mình nha. Nhằm tắt máy tính của mọi người để nó hào điện. À, thì máy tính của mình này có ngày có nhiều đó làm kiếm tiền chứ. Đây. Rồi, tắt lò như nãy mình biết tắt mod trên rồi, tắt rồi mọi người. Rồi tạm biệt mọi người.